đang quay trở lại với vòng 2 của chương trình Giác quan thứ 6. Và ở trong vòng 2 này chúng ta sẽ cùng gặp gỡ từng cô gái một và họ sẽ biểu diễn một tiết mục. Và tiết mục này cũng là gợi ý về nghề nghiệp của cô ta. Nếu như mà cả hai khách mời đều chưa đoán được thì chúng ta vẫn còn 3 từ gợi ý lần lượt hiện lên trên cao này. Rất đơn giản thôi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục đầu tiên của cô gái có biệt danh là Gấu. Xin mời. Bạn làm cho tất cả mọi người ở đây đều nhớ về cái tuổi thơ của mình. Bạn có thể tự giới thiệu tên và tuổi của mình không? Dạ, em tên là Nguyễn Trương Hoàng Yến. Năm nay em 27 tuổi. Hoàng Yến, 27 tuổi. Cô gái có một giọng nói rất là dễ thương. Hồi nãy ấy, Lâm với Dạ thích cái khoảnh khắc mà anh Vinh hứng bóng á. Cái mặt Vinh hứng bóng cho nó cười hôi. Kỳ á. Nó kỳ. Ví dụ một đứa bé mặt dễ thương bụ bẩm chạy ra hứng bóng bóng nó còn hợp lý. Còn cái mặt của anh vô hứng bóng nó kỳ lắm anh Vinh thiệt. Đâu có đâu, em thấy dễ thương mà. Dễ thương, đó, thấy không? Có người khen là được. Nhưng mà không biết là hai vị khách mời của chúng ta có cái liên tưởng về nghề nghiệp nào không? Mình nghĩ bạn này chắc cũng vũ đoàn hoặc là ca sĩ hoặc là diễn viên. Tại sao lại tự nhiên người ta thổi bong bóng hay là kêu vô ca sĩ diễn viên? Vũ đoàn nhìn có vẻ rất là dạng dĩ. Thường thường mà mấy người làm nghề công chúng thì họ sẽ không có bị ngại ngùng. Tổng đài viên cũng tiếp xúc nhiều mà anh. Tổng đài viên mà tiếp xúc qua điện thoại thôi chứ đâu có tiếp xúc. Anh đoán đi anh để mình có thời gian suy nghĩ chứ anh Hà ơi. Tại vì khi mà cô bé cầm cầm cái khẩu súng bắn bóng bóng lên em bắn giùm anh cái. Ở đó rồi cái hứng. Tất cả các suy nghĩ của anh đã bị đóng băng. Tại sao? Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Chương trình đã làm nhiễu loạn óc của khách mời. Vậy thì bây giờ để gợi ý cho hai khách mời, chúng ta sẽ đến ngay với từ khóa đầu tiên. Xin mời từ khóa. Cô này nếu mà nói cái gợi ý giọng nữ cao thì chắc cô này là dạy hát ở trường tiểu học chẳng hạn. Cô giáo dạy trẻ. Cô giáo dạy không dạy nhưng mà dạy nhạc đó anh. Về dạy nhạc đó. Đúng rồi, sư phạm. Có lý, có lý. Em để vẫn giữ quan điểm của mình là nó dính gì tới thổi, nhạc công nữ thổi kèn. Anh đi dự rất nhiều đám ma rồi mà nhìn thấy rất là nhiều các đội đèn tây rồi thì chưa bao giờ thấy cô gái nào mà thổi kèn tây cả. Anh ơi, người ta không thổi kèn tây, người ta thổi những cái kèn mà ở trong những cái dàn nhạc giao hưởng đó anh, vẫn có nữ mà. Thổi kèn giọng cao lắm anh. Giống dạ. Như anh Bằng Kiều á, thổi kèn nhưng mà giọng anh rất là cao. Nhưng mà cái đặc điểm của những người biết chơi kèn á là cái cổ họ rất là bự. Tại vì họ dùng cái cơ cổ rất nhiều. Nhưng mà cô gái này có một cái cổ rất là mảnh mai thì chắc chắn không phải là người nghệ sĩ chơi kèn. Tôi đánh luôn với từ khóa thứ hai nha. Dạ. Luôn nha. Xin mời từ khóa thứ hai. Ôi giao hưởng. Ôi. Chạy đâu nữa mà. Cô ấy kéo violon. Nhạc công violon. Mà có thể là cô bé này là trong dàn nhạc giao hưởng thì giọng tenor cao, có thể là opera ở trong dàn nhạc giao hưởng. Cũng khó thôi, mở cái thứ ba coi nào. Trời đất ơi, tại anh không có dính. Cái mặt thấy ghê mà mình là hứng bóng. Xin mời từ khóa cuối cùng. Kim loại. Có lý nha, cái kèn, mấy cái kèn nó hay bằng kim loại. Thì cầm micro, cái micro cũng bằng kim loại vậy. Vậy là cô bé này là ca sĩ mà hát giọng opera. Giọng người nhạc giao hưởng nó sẽ có nhiều loại giọng, ví dụ như cao, trầm hoặc là trung hoặc là trầm gì đó. Thì bạn này sẽ là trong cái đội của giọng nữ cao trong cái dàn nhạc giao hưởng. Nghề nghiệp của bạn là hát bè trong dàn nhạc giao hưởng. Dạ.
cô bé này là một giọng hát gọi là lĩnh sướng. Lĩnh sướng. Lĩnh sướng. Là giọng hát chính luôn. Trong Dàn Nhạc Giao Hưởng. Và có thể là trong đoàn ca kịch, cái gì ta? Đoàn ca múa kịch. Ừ, đúng rồi, trong đoàn ca múa kịch. Không biết là cô gái có biệt danh Gấu sẽ là một thành viên trong nhóm bè Dàn Nhạc Giao Hưởng hay là một ca sĩ hát chính trong đoàn ca kịch ha. Kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của Trương Tế Vinh. 3. Trong Dàn Nhạc Giao Hưởng nó sẽ có nhiều loại giọng, ví dụ như cao, trầm hoặc là trung hoặc là trầm gì đó. Thì bạn này sẽ là trong cái đội của giọng nữ cao trong cái Dàn Nhạc Giao Hưởng. 2. Thì cầm micro, cái micro cũng làm kim loại vậy. Vậy là cô bé này là ca sĩ mà hát giọng opera. Lĩnh sướng. Lĩnh sướng trong Dàn Nhạc Giao Hưởng. 1. Đúng hay sai vậy? Yeah, thắng rồi đó. Dạ không thắng anh hả? Ơi, đó là hình phạt của chương trình đó anh. Bây giờ bạn sẽ giới thiệu về nghề nghiệp của mình, mời bạn. Dạ em là nhạc công thổi sáo flute trong Dàn Nhạc Giao Hưởng. Từ nãy tới giờ mình cứ lo về mà mình suy nghĩ là kèn thôi, mình quên hẳn cái sáo. Ủa xí cho anh hỏi xíu, dụ như thổi đó cũng phải cần giọng nữ cao mới thổi được hả ta? Dạ cây sáo flute của em được ví như là giọng nữ cao trong các bè của Dàn Nhạc Giao Hưởng vậy đó anh. Đúng rồi, tại vì sao nó túi trên trời nó chứ đâu mà đâu có được. Bạn làm công việc này bao lâu rồi? Dạ em hiện tại đã là thành viên của nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch của thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, từ hôm tôi đoán ngay mà cũng có cái chữ vũ kịch vào trong đấy mà, nhưng mà lộn nghề thôi. Đã gần được 3 năm rồi ạ. Như vậy là bạn đã học từ nhạc viện ra và tham gia. Dạ em học nhạc viện, em đã tốt nghiệp thạc sĩ của nhạc viện rồi ạ. Thạc sĩ nhạc viện. Và ngày hôm nay thì khi đến đây bạn có một cái tiết mục biểu diễn nào để dành tặng tất cả mọi người không? Dạ có. Rồi thì chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục biểu diễn của bạn Hoàng Yến. Xin mời. Tuyệt vời của bạn. Chút xíu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. Cô gái thứ hai chúng ta cùng gặp gỡ đó là cô gái có biệt danh là Bánh Bèo. Xin mời. Anh quên chưa về, yêu ai chưa về, có đang nhắn tin với ai mỗi ngày, chào đến ai những câu anh từng nói với em. Em là người tuyệt nhất, anh chẳng thể đánh mất em. 24 giờ trôi sao quá dài, phải làm sao để nỗi nhớ anh ngừng lại. Cứ ôm lấy những ký ức mệt nhoài, em thật sự quá ngốc.
nhưng chẳng thể bật khóc nữa vì có lẽ nước mắt trong em cạn rồi, có lẽ phải quên anh thật rồi, phải trốn đi thôi để nỗi đau ở lại phía sau, để trái tim em thành thời nỗi nhớ trong em nghỉ ngơi. Nhưng thật sự rất khó để thôi nhau một người, rất khó quên đi chuỗi ngày tan vỡ. Quá khứ xin thôi đoạn đầy đừng nếu giữ đôi chân được bước đi với ai đến sau, vì anh sẽ chẳng quay về. Thích ai vì em vẫn thích chờ, anh chính là thứ mà em luyến tiếc nhất. Không phải vì đâu vì ai mà nhạt phai, mà vì em còn chờ ai chắc anh phải biết nhất. Còn yêu em không em biết anh nói có, dẫu qua bao năm vẫn nhớ câu nói đó. Buổi tối hôm đó không về cùng tới ngõ, hai đứa khóe mi rơi đi ngược hai lối nhỏ. Có ai mà khóc lúc được ở bên đâu, sao chúng mình đơn độc cứ khác phải tên lâu. Vậy đâu vậy sau này em có nên giấu, hay cứ để đủ lâu sẽ tự quên tên nhau. Bao vơ vạn trùng dạt dào một đời chưa, giữ những giấc mơ không giữ được lời hứa. Có lúc chọn phải bước đi hoặc từ bỏ những thói quen, nhưng em vẫn chưa quên nên chọn cách ngồi giữa. Ngày mai cả hai lập gia đình đã chọn riêng, tóc mình bạc đi theo năm tháng không chọn riêng. Kỳ lạ chuyện hôm qua cứ như là mới gặp, bồi hồi cảm xúc chưa quên vẫn còn nguyên. Bình tĩnh yêu, bình tĩnh. Hiếu ơi, hát hay quá. Dễ thương. Cô bé này hát rất là hay, dạ, hiểu không? Hay, dạ. Mà nếu mà hay như vậy mà chưa đi làm ca sĩ thì hơi lấy làm lạ. Hồi thua đi chơi chương trình này làm cái gì, rồi bắt chúng tôi đố là như thế nào? Đầu tiên thì xin phép em giới thiệu về bản thân của mình. Dạ, xin chào tất cả khán giả và xin chào anh Hà, chào anh Hiếu. Em tên là Trần Ngọc Đan Trinh và năm nay em 25 tuổi rưỡi. Nếu như không có gì thay đổi thì tháng 12 này là 26. Thôi giờ chắc cho gợi ý chứ mình nhìn sao biết được cái gì giờ. Hãy cho tất cả mọi người biết là cái chợt đến ngay trong đầu mình là cô này đang làm nghề gì. Thì chợt đến thì em nghĩ là đi hát. Đi hát vì rồi. Hát hay quá. Ờ, là tự hát hay quá. Dạ. Thôi bây giờ đến ngay đến từ khóa đầu tiên đi. Xin mời từ khóa. Mật ong. Không lẽ đây là cô gái bán mật ong? Đúng. Nó đơn giản vậy sao? Cái gì ăn với mật ong? Bánh mì chăng? À, em cho anh hỏi biết quê em ở đâu em? Dạ em quê ở Đồng Tháp à. Đồng Tháp nhiều khi nuôi ong cũng có anh ơi. Nuôi ong lấy mật đấy. Nông trang, nông trại đó, làm nông trại nuôi ong. Nông trại nuôi ong lấy mật. Mà anh nghĩ với mấy người mà họ nuôi ong thì họ là nông dân rồi. Thì bây giờ người ta vừa nuôi ong, người ta có thể rapper được. Trời đất ơi. Hát mấy khúc mà lấy mật ong hả anh? Em nghĩ lúc đó mình nên ngậm miệng lại chứ. Để anh có bay vô miệng. Dạ không chị, ý là lúc mà ong nó chích đó, cái vũ vũ ra nè. À vũ vũ ong, vũ vũ ong. Nên đó mình rap. Thôi bây giờ để em hỏi luôn khách mời ha, tại sao bạn lại chọn cho mình cái từ khóa là mật ong? Ờ dạ tại vì cái này nó gắn liền với em mỗi ngày và nó giúp ích rất là nhiều cho công việc của em. Em có thể kiếm thu nhập thêm từ nó nữa. Bán mật ong đó, đúng rồi đó Hiếu. Nuôi ong nhưng mà bán mật ong. Nuôi ong tay áo rồi đó. Thôi bây giờ đến luôn cái từ khóa thứ hai nha. Xin mời từ khóa thứ hai. Chỉnh chu. Cái chỉnh chu ở đây nó có nghĩa là gì bạn? Ờ đối với em thì ở nhà thì sao cũng được, có thể là mặc mộc, có thể là mặc đồ bộ, nhưng mà mỗi lần mà bước vào trong công việc thì phải đẹp, phải thơm, phải sạch và đặc biệt là nhìn phải thiện cảm và chỉnh chu. À trắng trẻo thơm tho chứ không phải cao to đen hôi. Cao to đen hôi mà còn hứng bóng. Ừ. Em nghĩ là bạn này làm trong spa. Nó liên quan mật ong nhiều, công việc phải chỉnh chu lúc chỉnh nào cũng phải da dẻ sạch sẽ để người ta nhìn người ta còn, đó, còn thích làm thơm tho. Nhưng mà cái tiết mục đầu tiên một bài hát hay và một cái giọng ca tuyệt vời như vậy liên quan tới cái nghề spa, phải có chìa khóa thứ ba thì mới biết là cô bé này sẽ là nghề gì. Đến ngay với từ khóa cuối cùng, xin mời. Sáu giác quan. Cái từ khóa này nó dính tới chương trình mình nè. Ở Việt Nam có một cái nghề mới đó là nghề bác sĩ tâm lý. Thí dụ như mình trong tình yêu mình không có giải tỏa được, mình sẽ gặp bác sĩ tâm lý, hoặc là trong cái cuộc sống mình có những gì bế tắc mình sẽ gặp cái người đó là mình giải tỏa và mình tâm sự với họ để mà họ cho mình những cái giải pháp. Thì bạn này chuyên viên bác sĩ tâm lý, mật ong là có thể nói chuyện ngọt ngào, còn là chỉnh chu thì lúc nào làm việc cái bác sĩ làm việc nào phải chỉnh chu hết đó. Khi người ta tiếp xúc thì người ta sẽ dùng những giác quan nhiều để người ta đánh giá con người trước mặt mình như thế nào để người ta có cái giải pháp. Và đặc biệt là xài cái giác quan thứ 6 là để hướng cho khách hàng họ làm được những cái điều mà tốt cho cái khách hàng đó. Thôi bác sĩ tâm lý đúng rồi. Còn anh Hà, bây giờ anh Hà hãy chốt đi. Chứ bây giờ nếu bây giờ mà Hiếu là bác sĩ tâm lý, tất cả mọi thứ rất là hợp lý luôn.
mà bây giờ mình không chịu chọn thì nó kỳ, mà không có cái chính kiến thì nó cũng kỳ. Tất cả mọi người đang rất trông chờ anh. Ngay từ đầu vô anh thể hiện anh là một người có trực giác rất mạnh, còn Hiếu là rất tào lao. Bây giờ anh là đi theo Hiếu thì nó phi lý quá. Thôi lỡ rồi thì theo nó một lần thì thôi, lần sau không theo nữa. Bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý. Và bây giờ xin mời kết quả. 3. Ở Việt Nam có một cái nghề mới, đó là nghề bác sĩ tâm lý. Thí dụ như mình trong tình yêu mình không có giải tỏa được, mình sẽ gặp bác sĩ tâm lý, hoặc là trong cái cuộc sống mình có những gì bế tắc, mình sẽ gặp cái người đó là mình giải tỏa. Thôi bác sĩ tâm lý đúng rồi. 2. Chứ bây giờ nếu bây giờ mà Hiếu là bác sĩ tâm lý, tất cả mọi thứ rất là hợp lý luôn. Mà bây giờ mình không chịu chọn thì nó kỳ, mà không có cái chính kiến thì nó cũng kỳ. Thôi lỡ rồi thì theo nó một lần thì thôi, lần sau không theo nữa. 3. 1. Chính xác. Không chính xác, xin lỗi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bạn Đan Trinh nói về nghề nghiệp của mình. Xin mời. Công việc chính của em là người dẫn chương trình ạ. Ủa dẫn chương trình sao mình lại cần cái giác quan thứ 6 làm gì em? Tại vì thật ra mà nói thì không phải là chương trình nào cũng suôn sẻ cả, đúng không chị Dạ với anh Vinh? Không, đúng, nghệ sĩ phải có giác quan thứ 6 anh. Dạ. Ví dụ mình đang hát lỡ ai fan cái gì đã né liền. Né liền. Né liền. Đúng không? Ví dụ như là con bún xuân không lỡ ai rồi, lỡ mình đang hát mình thả tính với gái dưới không, bồ của cô bé đó ném cái né liền, giác quan thứ 6 liền. Cảm ơn bạn Đan Trinh rất nhiều, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại bạn nhé. Cảm ơn mọi người. Và cuối cùng là phần trình diễn gợi ý nghề nghiệp của bạn gái có biệt danh là búp bê, xin mời. Cảm ơn em rất nhiều. Bạn quá xinh đẹp tới nỗi tôi không dám đứng gần bạn luôn. Hãy mạnh dạn lên đi, anh tin em. Mình phải đối diện với sự thật. Em đẹp chỗ giống như một con công, và hai người đứng bên hai em giống như hai con quạ. Anh Hà, bản thân anh cũng là một con quạ. Nhưng mà không sao, anh đứng trên này không có liên quan ở dưới đấy. Anh quá đáng thật chứ. Ô không, đấy là sự thật thôi em à. Quạ quạ. Xin mời em hãy giới thiệu về bản thân của mình. À dạ vâng, em xin giới thiệu em là Mỹ Kim. Năm nay em 22 tuổi. Bạn này chắc mình nghĩ rất là dễ đoán. Tại vì thứ nhất là tướng bạn rất là thể thao. Thì nãy giờ mình coi cái điều múa của bạn thì mình nghĩ là bạn là vận động viên thể dục dụng cụ á. Bạn gái này cũng có một cái chiều cao rất là cao. Thì anh nghĩ làm model. Làm người mẫu. Là một người mẫu. Người mẫu. Để gợi ý một chút xíu về nghề nghiệp của bạn này thì xin mời hãy đến với từ khóa đầu tiên. Giày cao gót. Một người mẫu không bao giờ là không phải mang giày cao gót. Và cái đôi giày cao gót là một cái vật bất ly thân của người mẫu. Đúng như vậy. Không có đội dancer, giờ cũng có một cái đội nhóm riêng. Anh là chuyên nhảy giày cao gót cũng có. Với lại múa cột cũng có. Em có phải bắt buộc mang giày cao gót mỗi khi em làm việc không? Dạ đúng rồi. Cũng có thể là nhiều khi một ngày 12 tiếng, 13 tiếng hoặc 15 tiếng em vẫn mang giày cao gót. À. Thôi bây giờ cho cái từ khóa thứ hai đi. Đồng ý.
sẽ mời từ khóa thứ hai. Chịu đựng. Đúng, mang giày cao gót tự nhiên là phải chịu đựng à. Ai mà chịu nổi mang đôi giày đó 12 tiếng trời. Em cho anh hỏi là cái nghề của em á, em có sử dụng tay nhiều không? Dạ. Hay là toàn thân nhiều không? Toàn thân. Toàn thân. Có một cái điều thật sự nãy giờ mấy cái từ giày cao gót với chịu đựng này thì nó hơi rộng. Dạ. Theo Vinh nhé, mọi người hãy để ý cái động tác nhảy của bạn. Cái động tác nhảy của bạn là nó khá là đặc trưng. Thà em đừng nói gì hết, anh còn suy nghĩ được. Em nói một hồi anh không hiểu cái gì luôn á. Em nghĩ là để đỡ mất thời gian, chúng ta hãy đến ngay với từ khóa cuối cùng đi ha. Đúng. Để cho nó có cơ sở hơn. Xin mời từ khóa cuối cùng. Anh hiểu. Em có hay phun không em? Dạ. Có hay phun không? Phun cái gì anh? Phun lửa. Phun lửa. À dạ không, em không phun lửa. Anh luôn là ổng hỏi phun lửa mà. Là ổng bảo nghe giống múa lửa vậy. Thì tôi đi diễn thì rất là nhiều. Và đặc biệt là đã từng chứng kiến các em làm những động tác ấy. Rồi rồi, chuẩn bị đưa ra đáp án trùng với anh ta đó nè nha. Tại vì nóng bỏng này, chịu đựng này, mang giày cao gót thì đây là một nghệ sĩ múa lửa. Thì mình nghĩ là nóng bỏng thì nó cũng có cái nét nóng bỏng quyến rũ của một người phụ nữ. Thì cái ngành nghề mà vũ công múa cột thì nó cũng sẽ rất là nóng bỏng. Và có cái sự chịu đựng ở đây. Chịu đựng ở đây là tại vì cái vũ công mà múa cột họ rất là cực khổ khi mà hàng ngày phải luyện tập. Và khi diễn phải có giày cao gót. Đó là vũ công múa cột. Vũ công múa cột. Nghe có vẻ rất lý trí. Chúng ta đến với kết quả thôi. Kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của anh Trương Thi Vinh. Không biết là ai sẽ mang điểm về cho mình nhé. 3 Nghệ sĩ múa lửa. 2 Thì mình nghĩ là nóng bỏng thì nó cũng có cái nét nóng bỏng quyến rũ của một người phụ nữ. Thì cái ngành nghề mà vũ công múa cột thì nó cũng sẽ rất là nóng bỏng. 3, 1 Chính xác. Xin chúc mừng anh Vũ Hà đã mang về cho mình nắp điểm. Rồi bây giờ mời bạn có thể tự giới thiệu về cái nghề nghiệp của mình không? Dạ, em tên là Mỹ Kim và năm nay em 22 tuổi. Nghề nghiệp chính của em là diễn viên múa lửa. Diễn viên múa lửa, chính xác. Dạ, em xin giải thích luôn là từ cao gót là đúng là em biểu diễn bắt buộc phải mang giày cao gót. Còn chịu đựng của em ở đây là dù em có đứng trên sân khấu, có phỏng tay hay phỏng miệng, nói chung là bị bất cứ một cái trục trặc gì khi mình biểu diễn á, thì cũng phải cười, cũng phải chịu đựng. Rồi cái từ nóng bỏng này là nó có theo nghĩa là nghĩa đen luôn đó. Nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhưng mà em nghĩ cái vũ công múa cột cũng có thể. Cũng rất hợp lý. Nếu như mà có một cái vũ công múa cột ở đây và họ cũng dùng những cái từ khóa và cái tiết mục như vậy thì vẫn hợp lý. Dạ đúng rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với phần biểu diễn của bạn Mỹ Kim. Xin mời. Thương nhẹ ở đâu chứ hả? Dạ. Anh thấy lửa nó đậu lên môi em, đậu lên tay em. Anh nổi da gà quá. Tự nhiên á, em nhìn trên cái cơ thể của bạn, em thấy có những cái vệt khói, em cảm thấy rất là thấy thương và thấy rất là xót. Cho nên là xin cho một tràng pháo tay nữa được mà. Đúng là phải có sức chịu đựng và đặc biệt là phải thật là yêu cái nghề của mình thì mới có thể làm được. Em ơi, gia đình mình có ai theo nghề giống như em không? Dạ,
Em là nhà nghề đi ra, nhưng mà em bị tẻ một cái hướng khác. Nhà bên phía nội em là nghệ sĩ cải lương hết, nhưng mà sanh em ra tự nhiên cải lương nó cục đâu mất tiêu hết. Vậy em chỉ biết xiếc thôi. Anh cũng không biết nói gì, chúc em là có nhiều sức khỏe để theo đuổi cái nghề của em đang làm nha. Cảm ơn anh. Đã kết thúc 3 phần trình diễn của ba cô gái. Điểm số hiện tại thì Hồ Quang Hiếu, bạn đã xuất sắc giữ được cho mình 5 điểm từ đầu đến giờ. Còn anh Hà, anh đang có trong tay 20 điểm. Xin chúc mừng anh.